chị nhìn thấy thế nào? Có thích không? Thì chết thì được cái chứ. Chị mà thích là được rồi. Anh của chú đây gì? Vâng, chú xem có đẹp không ạ? Được. Và tiếp thể chú bảo cô nhà mặc thử luôn đi. Nếu mà có không vừa hay là có lỗi gì thì cháu mang về cháu đổi luôn cho. Cùng làm tình lượng chết đi được ấy. Thảo nào sáng ra ông bắt cả nhà đi hết. Hóa ra ông ấy thích mình, ông ấy thương váy tặng mình. Chị ơi, cái tặng người của vợ tôi cũng như chị, có khi nhờ chị là thử giúp cái váy này. Nếu mà vừa thì chắc là được. Chị có thể giúp được không ạ? Thử hộ bà nhà ấy ạ? À? Vâng. Sao chị? Thế mà tôi cứ tưởng chị ơi, tôi cũng chẳng có kinh nghiệm về cái việc áo với váy này. Thế cái người ta hay nói là cái số vòng là thế nào ấy chị? Vòng 1 là đây. À. Vòng 2 là đây. Đấy ạ. Còn vòng 3 là đây. Ôi trời ơi. Cái gì kìa? Ông ấy tuyệt vời như thế, quan tâm như thế, tâm lý như thế, thế mà lúc nào cũng chung chéo nhau giật cả lên. Ấy à, rồi thế này ạ, bắt chồng đi chơi. Bây giờ bà ấy nhận rồi nhá, bà ấy nhận rồi nhá, còn chối nữa hay không? Ôi trời ơi, cô cháu bảo này, từ bây giờ cô mà mua nhà ấy, cô mua nhà là mặt đường bằng nhá, đừng có mua chung cư ấy. Chú đi tìm mệt thế, nó đang xe hả chứ? Chú em xin cốc nước cam đi, cô ngất ra đây đây. Nước cam á? Anh không uống đường, không uống đá đâu nhá. Cháu ơi, cháu có cần để cô bảo chị mang cho cháu cái mơ nu không? Để cháu chọn món. Cháu chào chú ạ. Anh ơi. Này. Trời ơi, nhìn gì mà đắm đuối thế? Có phải cháu là con mẹ mơ? Đúng ạ. Thế là họ hàng nhà mình ạ? Thôi, chứ trái đất đúng là nhỏ đi con thỏ nhỉ? Sao ấy ạ? Tránh thỏ dừa thì gặp thỏ dừa.